Xin chào tất cả quý vị và tất cả anh em thân mến. Trước mặt các bác và anh em đây đang là một bộ dàn karaoke rất cao cấp của bên em. Bộ dàn này sẽ gồm có một con vang cơ lai số T10 Flute rất là đẹp và rất là chất lượng. Một bộ micro ULX8, một trong cái dòng mic xử lý tín hiệu bằng bóng đèn. Cục đẩy là T1600, công suất là 800W một cây. Và một cặp loa bass 30 từ Leo S12 em nhé. Thì tổng bộ dàn này có giá là 26.700.000. Ok chưa ạ? Rất là đẹp và rất là chất lượng. Ở đây thì chúng ta tất cả anh em mở âm lượng to nhỏ của nhạc, của mic đều sử dụng bằng cái khiển này hết em nhé. Đều sử dụng bằng cái khiển này hết này, rất là hay này. Ok chưa? Tăng âm lượng của nhạc, của mic, rồi là effect. Ok chưa? Đó. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu từng sản phẩm một. Thì đầu tiên nói về con vang T10 Flute em nhé. Đây là một trong những cái dòng vang đến từ thương hiệu LX Acoustic và nó có đầy đủ các chức năng và chất âm của nó rất là tuyệt vời. Đặc biệt cái tiếng echo và tiếng reverb của con vang này nó rất là mềm mại, kết hợp với bộ mic ULX8 này thì nó cho ra một chất âm rất là hay để cho em hát karaoke. Ok chưa? Với con vang T10 Flute này thì anh em cũng có thể sử dụng Bluetooth có cổng quang, có cổng Paxson đằng sau luôn em nhé. Và đặc biệt con vang này nó sẽ có là hai cổng súp ở đằng sau. Ví dụ như chúng ta nhà ta mà có anh em mà thích chơi hai loa súp thì anh em có thể cắm hai cái rắc súp vào, hai cái rắc vào cổng súp ấy là ok. Ok chưa? Kể cả súp điện và súp hơi đều ok. Và con vang này thì em cũng báo giá luôn với tất cả các bác là bên em đang bán với giá là 2.400.000 đồng. 2.400.000 đồng. Ok chưa? Tiếp đến thì nó có các chức năng chỉnh delay rất là hay. Con này anh em có thể chỉnh delay được của từng loa anh em nhé, loa trái, loa phải, rất là ok. Ngay bây giờ em sẽ alo thử và sẽ chỉnh cái mode này cho em cùng nghe luôn này. Tiếng nó rất là mềm em nhé, tiếng delay của nó anh em có thể chỉnh delay thích loa bên trái nhanh, thích loa bên phải nhanh, tùy anh em nhé, nhanh hoặc chậm là do anh em. 7 và 8, 9. Ở đây thì em đang để bình thường nhé, để anh em hát karaoke này. Bây giờ chúng ta muốn delay từng loa một này. 5, 7, 8, 9. Ok chưa? Đó. Ví dụ như là một loa bình thường các con vang khác là anh em chỉ chỉnh delay của chỉ có một cái chỗ này để anh em chỉnh delay, đúng không ạ? Anh em chỉnh delay chung luôn nhé, chung luôn của hai loa, đúng không ạ? Bình thường con vang khác là anh em chỉnh delay chung của cả hai loa, nhưng riêng cái con vang này, dòng vang cơ này nó rất là hay này, anh em mà chỉnh delay của từng loa một, đó, ví dụ như là loa phải này, anh em giảm đi này, 5, 7, 8, 9, đúng không? Một loa thì nó nhanh, một loa thì nó chậm, đúng không? Để cân bằng là 5, 7, 8, 9. Anh em nghe tiếng mic thế nào, nó rất là mềm đúng không? Đây là cái tiếng echo nhé, 1, 2, 6, 7, 8, 9. Tiếng quá ngọt luôn, đúng không ạ? Anh em mà muốn chỉ nghe tiếng vợt thôi thì là khi chúng ta làm sự kiện chẳng hạn, anh em muốn hoặc nhà không có việc, anh em muốn phát biểu, chúng ta sẽ giảm cái reverb này đi, giảm cái echo đi anh em nhé, giảm cái reverb vô này đi. Thì bây giờ alo thì nó sẽ chỉ còn cái tiếng vợt không. 7, 8, 9. Anh em nghe tiếng vợt thế nào? Rất là sạch và nghe rất là phê đúng không ạ? 1, 2, 6, 7, 8, 9. Còn muốn tăng lên muốn tăng lên thì anh em sẽ để tầm 12 giờ là cái tiếng echo rất là mềm này. Ở đây em đang để có tầm 12 giờ thôi nhé. 5, 7, 8, 9. Tiếng quá ngọt luôn đúng không? Tiếng rất là ngọt và rất là mềm. Đó thì với cái con vang T10 này thì anh em kết hợp với cái bộ mic đấy, bộ mic T10 Flute thì đấy, cái bộ mic ULX8 này em nhé, kết hợp với bộ mic ULX8 này thì quá là hay luôn. Cái bộ mic này thì hiện tại thì bên em đang bán với giá là 4.600.000 đồng. 4.600.000 đồng, ok chưa? Và cuối cùng của bộ dàn máy này là cục đẩy em nhé. Cục đẩy là T1600. Đây là một cục đẩy 2 kênh, công suất cho ra là 800W một kênh ở chế độ 8 ohm. Thì cục đẩy này về anh em vẫn có thể ghép thêm được một cặp loa bass 30 nữa. Ok chưa? Đó, tức là cục đẩy này anh em có thể chơi ra 4 loa bass 30. Đó, chạy 32 sò LJV kép thì chất âm của nó rất là hay và rất là sáng tiếng. Đó, còn đâu về phần loa thì anh em sẽ có ngay một cặp loa S12 em nhé.
Đây, cặp loa S12 đây. Đây sẽ cho anh em xem luôn. Cặp loa này em đang để đây em nhé. Đây là cặp loa S12 này. Đấy, cặp loa S12 bắt 30 từ lem. Ok chưa? Rất là tuyệt vời. Đó, cặp loa này đang có giá là 13.500.000 đồng em nhé. 13.500.000 đồng cặp loa này. Chất âm rất là tuyệt vời. Đó, còn đây là về phần dàn máy. Đó, đây là về phần dàn máy đây. Một bộ dàn máy rất là đẹp đúng không ạ? Thì tổng bộ này anh em nhé, tổng bộ này thì đang có giá là 26.700. Với cấu hình này thì anh em có thể ghép phòng karaoke tầm từ 25 cho đến 30m2, rất là hợp lý em nhé. Thì bây giờ em sẽ karaoke thử một đoạn em nhé. Karaoke thử một đoạn để anh em cùng nghe và cảm nhận chất âm của cái bộ dàn này. Anh em mà có nhu cầu quan tâm thì liên hệ trực tiếp với bên em nhé. Đây là một bộ dàn anh em có thể bày ra rất là đẹp. Anh em cùng nghe cái cấu hình dàn karaoke trị giá 26.700. Rất là hay đúng không? Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.